Alamaz, Alamaz, Zoganta, Homus, Homus, Alamaz, Zoganta, Zoganta, Alamaz, Zoganta, Homus, Zoganta, Homus, Homus, Zoganta, Zoganta, Homus, Zoganta, 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 Alamaz, Yuri, Zoganta, Homus. Và tôi sống rồi anh em ạ. Ôi sống rồi. Cảm giác giữa thiên đàng và địa ngục nó chỉ cách nhau bằng một cái bữa ăn tối thôi. Cảm giác rất phê. Vâng, đã từ rất lâu rồi tôi mới được ăn mì tôm. Lương khô suốt ngày ruột nó đặc. Giờ ăn món mì tôm ngon quá. Và mì tôm này, mì tôm của ban tổ chức mua cho nha anh em. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai. Trận đấu vừa rồi thì game thủ chim sẻ người cầm pan bài khá đẹp và đã công chết game thủ Gunny người được cầm Max C. Trận đấu này thì Gunny quần đẹp hơn quần của game thủ chim sẻ. Khi mà Gunny là người được cầm Egypt, còn chim sẻ là người cầm Duyện. Gunny là người cầm Sen, còn chim sẻ là người cầm Egypt. Mặc dù quân đánh giá là cửa dưới nhưng cái bài của game thủ cầm Egypt này thì cũng không phải là một bài xấu. Bài này có quả phụ nữa thì sẽ là Mark Wing. Voi về và có hiệu về. Quả phụ, à như vậy là quả phụ có rồi. Nhưng mà một quả thì nó vẫn đang hơi yếu. Sẽ đang đi dò thêm. Thêm một chút đồ ăn nữa thì bài này sẽ đẹp hơn. Khoảng tầm hai con voi nữa thì là Mark Wing. Câu được về. Không bị quả phụ nữa thì cũng được. Vãi cả mì tôm với đùi gà. Bạn thấy ai ăn mì tôm với đùi gà không ạ? Vâng, mì tôm này là mì tôm xào cái gì nhỉ? Cải nấm nhá. Bò cải nấm. Mì tôm xào bò cải nấm. Ăn khá là ngon. Bạn chả biết được thời hiện tại thì ăn cái gì nó cũng ngon rồi. Ngoại trừ ớt với cả lá xoan thì bây giờ ăn cái gì nó cũng ngon. Đói mà. Như vậy là chim sẻ có thêm một quả phụ thứ hai ở trong trận đấu này. Đồ ăn là đủ rồi. Nhưng trận đấu này chim sẻ đang muốn đánh kiểu khung nhà. Và không biết là sẻ sẽ đánh cung hay là đánh chém. Nhà đang khá khung nhưng dân ở bên ngoài sẽ là nhiều nha. Chim sẻ phải chú ý cái điều này. Và cần phải ăn thật nhanh các đồ ăn ở phía bên ngoài, sau đó kéo dần về sớm. Gunny có một bài đấu tương đối đẹp. 11% dành cho Gunny thôi. 11% dành cho game thủ cầm Sen. Và Sen kích lời khá chuẩn đấy. Một bài lên sớm và với phong cách của Gunny thì Gunny sẽ đánh chém. Nhưng mà cũng không loại trừ trường hợp anh sẽ đánh cục. Nhưng mà tôi nghĩ tỷ lệ đánh chém của game thủ Gunny khi được cầm Sen sẽ là cao hơn. Chim sẻ thiết kế chiếc kẻ bét thứ hai để ăn gỗ. Bài này có đánh thẳng cung không? Vâng, thẳng cung hay sẽ là bài cung thủ phù, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Bài này chim sẻ đánh thẳng cung thì tôi cũng không bất ngờ lắm bởi vì đây là một bài kín. Vâng, 6:30 rồi, để xem kết quả lô nè. Ui giời ơi, như vậy là rất nhiều con bit 6 anh em ạ. 16 này,
56 này, 68 này, 76 này, nhiều con đít 6 thế hả rồi. Thằng này mình phản cũng chuẩn thế chứ. Ok, chúng ta cùng quay trở lại đến với trận yếu này. Bài đánh 27 dân, không cộng dần của game thủ chim rẻ. Chim rẻ đang đào vàng, khả năng cao sẽ đánh kiểu cùng thủ phù rồi. Đây là con ngựa giò của game thủ Gunny. Tôi thấy con ngựa giò này có đầy đủ công giáp. Chim rẻ sẽ đánh kiểu bò nhỏ rồi. Cung thủ phù dành cho game thủ chim rẻ. Vâng, 2B để kín được cái mặt này. Vâng, Gunny đang đi con giò ra phía bên ngoài tham lai. Vâng, Gunny chưa end đời. Mặc dù là bài đánh ít dân của game thủ Gunny nhưng end đời muộn hơn game thủ chim rẻ, 26 dân. Hình như là Gunny đánh hỗn mã thì phải, sẽ không đào vàng nữa rồi. Vâng, hình như đánh hỗn mã đến từ game thủ Gunny, sẽ đang không đào vàng nữa. Lực của chim rẻ thì vẫn đang tạm ổn. Vâng, bo kín từ mặt 12 giờ xuống, vẫn còn một mặt nữa mà chim sẻ cần phải bo. Đó là mặt ở bên phía góc 3 giờ lên. Với có phải đánh hỗn mã không? Hỗn mã mà lại có giò công giáp thì nghe có vẻ nó hơi dị. Vâng, chim sẻ cũng đánh hỗn mã. À không, vâng, CL là có thể sóc được một vàng con lạc đà đấy. Bằng này vàng này sóc được tầm 3 con. 3 con lạc đà để xem nào. À không, không đủ 3 con, 60 vàng một con. Thì thiếu 2 vàng nữa thì sóc được 3 con lạc đà. Chim sẻ vừa sóc một con lạc đà rồi, bài đánh 2A 1L của game thủ chim sẻ. Chim sẻ đang có những con cung tê để bảo kê vòng pha về tốt đến từ game thủ chiến. Game thủ chim sẻ vào một tình huống không chú ý của game thủ Gunny. Sẽ ăn được con giò này nhưng cũng mất đi 2 dân. Tạm thời vẫn đang ổn. Lượng gỗ của chim sẻ đang hơi với để tiếp sóc đều được 2A. Các bạn Gunny sẽ đánh cái bài gì đây? Như vậy là Gunny có quần rồi. Vâng, hỗn mã đi từ Gunny. Vâng, 4BA và 1BL. Và đánh khá hay. 4BA và 1BL. Chim sẻ sẽ gặp khó nhá. Chim sẻ gặp khó. Vâng, khi mà chim sẻ chỉ có 2 nhà quần rồi. Vâng, đối phương đang công từ 12 giờ lên. Ôi mày thế. Vâng, Gunny mà công ở mặt bên này khả năng cao là sẽ tím luôn. Gunny mà cầu ở mặt bên này thì sẽ khả năng cao là tím luôn. Quân của Gunny đã tới rồi. Đây mới là một turn của Gunny thôi. Còn đây là turn thứ hai. Sẽ đang cho khu gờ đối phương lao vào trong và sau đó chim sẻ sẽ bắt. Nhưng mà những con sọc đơn và những con lạc đà của đối thủ chim sẻ thì chưa có công nghệ. Còn chưa có công nghệ công nên nó chọc những con khu gờ có vẻ là chưa sát lắm. Chim sẻ tạm thời vẫn đang thủ rất tươi trước khi của Gunny và ăn hết được một turn quân của đối thủ Gunny rồi. Một turn quân khác của Gunny đang ở phía ngoài. Chim sẻ đang có ruộng ở bên ngoài. Điều này thì Gunny không biết. Gần đụng nổ cái e thì anh lại quay trở lại tưới. Vâng, Gunny lại công lên nhà của mình chim sẻ. Hiện tại thì vẫn là bài 4BA và 1BL đến từ Gunny. Về chất lượng cung thì Egypt là nhỉnh hơn, về số lượng thì cầu thủ cầm sen đang là đông hơn. Những điều cùng khá hay của cầu thủ Gunny. Bài sẻ cần phải có A thứ 3 cơ, nhưng mà lực thì đang hơi yếu, không đủ đánh A thứ 3. Sẽ có đào vàng tí không? Nghĩa đào vàng đánh kiểu lạc đà kết hợp với cả cung đò thì nghe có vẻ nó sẽ ổn hơn. Gunny đang rất đông quân và đầu rất khỏe đúng không Gunny? Các bạn thấy Gunny đánh theo kiểu đó chính là do công giáp đi chọc mà vẫn nâng được chặt gỗ. Nâng chặt gỗ xong thì anh xây được tới 5 nhà quân để công vào nhà của chim sẻ. Chứng tỏ đây là bài đấu mà Gunny ít nhất phải có tầm 2 quả phụ đổ lên. Theo tôi dự đoán nó là như vậy. Ít nhất phải là 2 quả phụ đổ lên. Chim sẻ đang cố gắng thủ. Em đang dỉ con sọc lên trước. Gunny có đánh trái rất khéo. Những con cung gờ bắt đầu vào bên trong. Chim sẻ chỉ có 2A và 1L thôi. Trận này khó cho sẻ rồi. Và như vậy là tỷ số được cân bằng 1 đều trong đối đầu giữa game thủ chim sẻ và game thủ Gunny. Bài chắc chắn 2 quả phụ luôn. Bằng chỉ có 2 quả phụ thì lực mới khỏe đến như vậy. Vâng, rất nhiều ruộng dành cho Gunny rồi. Một quả phụ này. Quả phụ nữa nằm ở đâu? Đây này, đây là quả phụ thứ hai, chuẩn rồi. Đúng là bài 2 quả phụ đến từ Gunny. Anh đánh khá chuẩn bài.